13 giờ chiều nay thì áp thấp nhiệt đới có cường độ cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Dự báo ngày mai thì áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. 13 giờ ngày mai, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông đông bắc. Cảnh báo vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 15 đến 19,5 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 113 đến 117,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt thì ngày hôm nay nhiều nơi ở Bắc Bộ, Thanh Hóa sẽ có mưa rông. Thời gian mưa vừa, mưa to tập trung vào chiều, tối và đêm với lượng mưa tích lũy từ 40 đến 80mm, có nơi trên 120mm. Mưa xảy ra sau những ngày nắng nóng rất dễ kèm theo tố lốc, sấm sét, gió giật mạnh, thậm chí cả mưa đá. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Đợt mưa lớn này ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày đầu tháng 7. Việt Nam sẽ trở thành trung tâm cảnh báo thiên tai ở Đông Nam Á. Chúng ta sẽ vận hành hệ thống cung cấp dữ liệu và trao đổi thông tin cho các trung tâm khí tượng thủy văn tại khu vực này. Lũ quét và sạt lở đất một khi xảy ra thì có diễn biến rất nhanh và sức tàn phá lớn, đồng thời cũng rất khó để dự báo sớm. Với sự hỗ trợ của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO và nhiều cơ quan khí tượng quốc tế, từ nay Việt Nam sẽ có thêm hệ thống cảnh báo lũ quét. Những trận lũ quét kinh hoàng cuốn phăng đi bản làng, nhà cửa, cướp đi một sinh mạng. Những hình ảnh này vẫn luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người dân vùng núi. Chỉ tính riêng trong năm ngoái, Việt Nam đã phải trải qua 170 trận lũ quét và sạt lở đất, hơn 100 người thương vong. Không chỉ riêng nước ta, nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á hàng năm đều phải chịu ảnh hưởng từ lũ quét vào mùa mưa. Đó là lý do Tổ chức Khí tượng Thế giới đã xây dựng và phát triển hệ thống hỗ trợ cảnh báo lũ quét cho khu vực Đông Nam Á, bao gồm 4 nước thành viên là Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan. Đây là cái bước để Việt Nam có thể đưa các ý tưởng, các mục tiêu của mình vào trong dự án. Chúng ta đưa các số liệu trạm radar, các số liệu bề mặt của mình vào và chúng ta đã tự đưa, phù hợp với chính sách quốc tế đưa các số liệu bề mặt và như vậy là các thông tin sẽ cụ thể chính xác hơn. Với vai trò trung tâm vùng, Việt Nam sẽ vận hành hệ thống, cung cấp dữ liệu và trao đổi thông tin cho các trung tâm khí tượng thủy văn tại khu vực Đông Nam Á. Bão vào Lào phải đi qua Việt Nam. Thông tin cảnh báo thiên tai rất quan trọng với cả hai nước. Vì vậy, cả hai nên có sự chia sẻ thông tin. Trong bối cảnh thiên tai đang ngày càng khó lường và diễn biến phức tạp, hệ thống cảnh báo lũ quét được kỳ vọng sẽ là công cụ giúp cho các nước trong khu vực Đông Nam Á giảm thiệt hại do thiên tai. Chúng tôi sẽ có những thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất kịp thời. Từ đó có thể sơ tán người dân khỏi những khu vực có nguy cơ cao. Tổ chức Khí tượng Thế giới sẽ có kế hoạch phát triển bền vững hệ thống để tiếp tục hỗ trợ các nước trong việc giảm thiểu tác hại do lũ quét, sạt lở đất gây ra. Cùng với lũ quét, trong thời gian tới, Tổ chức Khí tượng Thế giới sẽ phát triển thêm mô đun về cảnh báo sạt lở cho Việt Nam và các nước thành viên.